rồi, cảm ơn. Cho em xin chào Uyên. À, anh em. Vâng. Bia gì? Có bia. À, anh Đạt này. Chủ nhật này anh có đi xem ca nhạc không? Toàn ca sĩ hot thôi. Đây, vé đây. Vé à? Vé. Ui, mấy trăm nghìn cặp vé cũng mua tặng thôi à? À, nếu mất tiền thì em mời anh làm cái gì? Đây là công ty em là công ty đồng tài trợ cho cả ba diễn viên của ca nhạc đấy. Đấy, thế là ban tổ chức mới tặng em cái cặp vé này. Mà em nói anh nghe nhé, phải cỡ trưởng phòng em mới được vé đấy. Chuyện là ông phó giám đốc vợ ốm nếu không đi được, đừng mà cho em bộ vé này, em để cho anh. À, cho cả bà xã đi anh nhá. Ôi giời, cam nhà tôi là thích xem ca nhạc lắm, mà nhất là trực tiếp càng sướng. Ai à, lại có Thanh Lam, lại có Nhĩ Tâm cả. Ui giời, lại có sự đóng góp của các nghệ sĩ hài như là Việt Béo Huy Từ à. Ủa này, có Phương Hít không hả? Thì hảo thuật Phương Hít có. À, có chứ, có chứ. Này, này, cam nhà tôi yêu quý nhất Thu Hương ấy, ca sĩ Sao Mai Điểm Hẹn, có không? À, có chứ, đây, anh xem trong danh sách này xem, có đấy, có đấy. À, ui dồi, tín tịt ở dưới này ai phát hiện ra. Này, thế bảo là ca sĩ Thu Hương dạo này không xuất hiện nhỉ? Hay là thấy bảo là đang ở Hàn Quốc thu video clip mà. À, đấy chỉ là lời đồn thôi anh ạ. Tức là nhá, em còn biết cả cái chương trình phấn đấu của cô ấy là như thế nào. Và là... À, tức là ý em muốn nói là em còn biết được cả cô ấy đang biểu diễn các đêm ca nhạc ở Hà Nội, ngay tại Hà Nội anh ạ. Nhưng chẳng qua ít lên báo, đâm ra là các fan cứ đồn ầm ĩ cả lên linh tinh ấy mà anh. À. Này, hay là các fan hâm mộ làm phiền quá nên cô phải trốn nhỉ? À, hình như thế đấy ạ. Mà đấy, do bị làm phiền nên phải trốn. Các sao bên Tây cũng thế đấy, cứ làm phiền thế này là phải trốn đấy ạ. Nhưng mà cô ấy nổi tiếng như thế, trốn ở đâu cho thoát. Cô mà cứ chim ở trong bọc mà trốn được. Đúng rồi. À này, em còn biết cả nhảy nhá. Cô ấy đang làm cái gì ở cái chỗ mà là nghỉ mát Ba Vì ấy anh. Đấy, hôm mà bọn bạn em đi đến đấy thấy cô ta cứ đi ra đi vào ở đấy đấy anh ạ. Ba Vì à? Vâng. Dạo này cô ấy lên Ba Vì nuôi bò nhỉ? Ca sĩ nhiều tiền như thế thì lên Ba Vì nuôi bò. Em ơi, tính tiền. Sao ông ta không hề để ý đến câu chuyện của mình? Thế là thế nào? Hả? Ít ra thì ông ta cũng ngừng đọc báo hoặc là theo dõi câu chuyện. Người ta dừng dưng như không nhỉ? Thế nào? Không phải. Em nghĩ là ông ta đang làm trên một cái chương trình và phần mềm rất hoàn hảo. Đâm ra những loại virus yếu không thể xâm nhập được. Ủa giời, ông động khe được virus. Tôi nghĩ thế này. Khéo ông này không phải là nhà báo đâu. Mà ông không phải là 8 tuổi 4 gì đấy. Ông này lơ mơ chỉ là khách bình thường đến thuê ở trong nhà vui vẻ. Anh em cứ khéo tưởng tượng ra, đúng không? Không phải đâu. Mà là ông ta làm việc rất chặt chẽ, anh hiểu chưa? Tức là ông ta đã biết kết quả, biết Hương đang ở đây, chẳng qua muốn dò tìm để nhìn tận mắt thấy Hương. Vở kịch của anh em mình thực ra một loại virus yếu, không làm gì được ông ta. Đâm ra ông ta mới không thèm để ý, anh hiểu chưa? Cất cái virus của ông đi. Hai vấn đề ông nêu ra, vấn đề nào khả năng cũng có thể xảy ra. Nhưng mà đối với tôi, quan trọng nhất, thực chất là ông ta là ai? Nói như thế nó vuông. Chào cậu. Vâng, chào chị. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thảo, Đặng Thị Nguyên Thảo. À, vâng, thế chị đang tìm ai à? Tôi đi tìm chồng. À,
Cậu yên tâm, tôi không phải là bạch cốt tinh đóng giả để rồi lừa cậu vào bẫy ăn thịt đâu. Tôi chỉ muốn xin cậu ngụm nước thôi mà. Thì em có bảo chị là bạch cốt tinh đâu. Mời chị uống nước. Cảm ơn. Mời em. Xin lỗi, em tên là gì nhỉ? Em tên là Quân, Lê Hồng Quân ạ. Thế Quân năm nay bao nhiêu tuổi? Em 30 tuổi ạ. Vậy là chị hơn em 10 tuổi. Mình xưng hô là chị em nhé. Chắc là Quân vẫn đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện đường đột của chị đúng không? Không quen biết gì, tự dưng lại đường đột gõ cửa đòi xin vào nhà. Sau đó lại đòi uống nước. Chị giải thích ngay lý do để em không còn thắc mắc nữa nhé. Bởi vì phòng Quân ở đối diện với cả phòng của chồng chị. Thế chị là vợ của ông phòng bên kia à? Thế em gặp ông ấy rồi à? Hai người đã nói chuyện với nhau chưa? Không, em cũng chưa gặp, em cũng chưa nói chuyện. Mà là em hơi ngạc nhiên vì chị lại là vợ của ông ấy ạ. Của anh ý. Em hỏi này, thế anh ý là phóng viên hay nhà báo à? Anh ý mà đòi làm nhà báo à? Viết cho chị một bức thư còn không nổi, chỉ độ 10 dòng thôi là lủng cà lủng củng rồi, thì làm sao viết nổi một bài báo mà đòi làm nhà báo mới trả phóng viên. Anh ấy chỉ giỏi những con số thôi. Không, chắc chắn anh ý là thám tử tư. Do em đoán mò hay là có người nói với em? Em chỉ đoán mò thôi. Đúng là em hay xem phim trinh thám cho nên mới giàu trí tưởng tượng như vậy. Hết đoán anh ấy là nhà báo, phóng viên, rồi lại đoán là thám tử tư. Thế có phải trên tay anh ấy hay cầm tờ báo chứng khoán đúng không? Đúng rồi, tờ báo chứng khoán sao chị biết? Vì chị là vợ của anh ấy mà. Với lại anh ấy là nhân viên của công ty chứng khoán cho nên mới hay đọc báo chứng khoán. Thế còn đội mũ lụp sụp và che mặt thì thế nào ạ? Còn đội mũ lụp sụp và che mặt á? Là bởi vì anh ấy không muốn ai nhận ra mình. Anh ấy đang trốn vợ và trốn gia đình đến đây em ạ. Chị chắc chắn là anh ta không liên quan gì đến báo chí, phóng viên hay thám tử tư đúng không ạ? Chị giấu em về nghề nghiệp thật của anh ấy để làm gì? Ngoài những con số, những thông tin về giá cổ phiếu và thông tin về các công ty trên sàn chứng khoán, anh ấy chẳng biết gì hết, chẳng quan tâm đến vấn đề gì hết. Thế mà em lại cứ tưởng là... Có chuyện gì mà em vui vậy? Không, em chỉ thấy buồn cười là một người đàn ông mà lại chỉ quan tâm đến con số và cổ phiếu thì buồn cười chị nhỉ? Một người đàn ông như vậy thì quá chán, quá tẻ nhạt và vô vị đúng không em? Chính vì không quan tâm đến điều gì hết cho nên anh ấy cũng không chơi bời nhậu nhẹt. Chính vì thế mà anh ấy là một người chồng tốt, một người cha mẫu mực em ạ. Thế thì tại sao anh ấy lại bỏ đi nhỉ? Chị cũng không hiểu lý do gì mà bỗng nhiên anh ấy đột ngột bỏ nhà ra đi. Ngày hôm qua một người bạn của em trai chị tình cờ trông thấy anh ấy đi vào đây nên mới biết anh ấy đến đây thuê nhà để ở em à. Em trai chị đã đến để gặp anh ấy. Chị đã đến để gặp anh ấy. Nhưng vì cậu ấy nóng tính quá nên hai người không giải quyết được việc gì cả. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chị quyết định đến đây. Chị muốn gặp người ở cạnh anh ấy gần nhất để tìm hiểu thông tin, xem có biết được gì về anh ấy chăng. Thế trước khi anh ấy bỏ đi, anh và chị có... Ý em muốn nói là trước khi anh ấy bỏ đi, anh và chị có cãi cọ, xung đột, mâu thuẫn phải không? Không, hoàn toàn không em ạ. Anh chị sống với nhau 15 năm, nhưng chưa bao giờ cãi cọ với nhau lần nào. Chỉ có một vài mâu thuẫn nho nhỏ thôi, nhưng cả hai người đều giải quyết rất là nhanh chóng. Có thể nói anh chị sống với nhau rất là hạnh phúc. Cho đến ngày anh ấy đột ngột bỏ chị ra đi. Vô lý.
vô lý, không có một lý do gì mà tự nhiên anh lại bỏ đi như thế được. Không, cũng có lý do đấy em ạ. Em đọc đi. Em thân mến, anh nghĩ mọi thứ trong nhà vẫn nguyên vẹn, trật tự theo ý em. Bữa cơm tối đúng như em mong muốn và yêu cầu, sẽ được chuẩn bị sẵn sàng chu đáo dành cho em và các con khi tất cả về nhà. Anh sẽ không có mặt ở nhà để đón em và các con. Anh muốn từ nay sẽ sống rời xa khỏi em. Trưa nay anh đã đi khỏi nhà, anh dứt khoát không về nữa đâu. Anh đã quyết định như vậy sau khi suy nghĩ cân nhắc chín chắn. Vậy thôi, anh Trần Khôi. Lý do như thế này chẳng khác gì không có lý do cả chị ạ. Đúng vậy, thật là lạnh lùng và tàn nhẫn phải không em? Lạnh lùng và tàn nhẫn, em chẳng hiểu mà em cũng chẳng giải thích được. Chắc chắn phải có một lý do nào đó. Một ai đó đã biến ông ấy trở thành một con người khác. Con bé nào đấy thật tài giỏi, đã biến ông ấy trở thành không phải là mình nữa. Câu chuyện này chắc chắn phải xảy ra từ lâu rồi em ạ. Tại sao chị lại nghĩ như vậy? Anh ấy có biểu hiện bất minh về mặt thời gian em ạ. Cách đây hơn một tháng, anh ấy có nói với chị là tham gia câu lạc bộ những người kinh doanh chứng khoán để thường xuyên hội họp, trao đổi kinh nghiệm. Trong khi đó, có một người quen với cả em trai chị thì nói rằng anh ấy không còn tham gia ở câu lạc bộ từ lâu rồi. Vậy là lúc chị đinh ninh anh ấy đến câu lạc bộ để họp, thì là lúc anh ấy lại đi với cả con bé kia em ạ. Không, mấy lần em gặp anh ấy ở dưới quầy bar thì anh ấy toàn ngồi một mình, không có một cô nào cả. Không, không thể như thế được. Có thể là anh ấy đến đây thuê nhà trước, rồi con bé kia đến sau. Hoặc cũng có thể là con bé kia đang ở trong nhà rồi, nhưng mà chưa đi ra ngoài nhiều. Hoặc cũng có thể đi ra ngoài rồi, nhưng mà em chưa được gặp thì sao? Thế anh ấy đi, các con chị có biết không? Không. Bọn trẻ hỏi bố chúng đi đâu, chị phải nói rằng bố các con đi công tác một thời gian ít lâu. Nói dỗi trẻ con dễ lắm em à, vì bố mẹ nói gì mà chúng chả tin. Cô ấy sắp hát xong bài thứ ba rồi đấy, cậu ra chờ đi là vừa. Dạ vâng, em ra ngay sếp ạ. Này. Dạ. Kiểm tra cái phong bì đựng tấm bưu thiếp ở trong bó hoa ấy. Dạ vẫn còn nguyên sếp ạ. Ngày hôm qua cậu để cô đi mất ngay trước mắt mà không biết, hôm nay thì liệu mà chú ý đấy. Sếp yên tâm, hôm nay ấy, em gặp bằng được cô ấy thì thôi. Nhớ là tặng hoa và nói những gì tôi đã dặn, rõ chưa? Dạ em rõ rồi ạ. Đi đi. Sếp đợi em nhé. Quân này, chị muốn nhờ em giúp chị một việc được không? Vâng, chị cứ nói, nếu trong khả năng của em sẽ giúp. Việc này không có gì vượt quá khả năng của em cả. Chị muốn em gặp ông ấy giúp chị nhá. Ngày hôm qua cậu Hiếu em chị đã đến gặp ông ấy, nhưng vì tính cậu ấy nóng cho nên đã làm cho câu chuyện trở nên xấu đi. Mà ngoài cậu ấy ra, chị không có ai thân thích để giúp chị việc này cả. Nói thật với chị, em mới gặp anh ấy mấy lần ở dưới quầy bar thôi, em cũng chưa nói chuyện bao giờ cả. Em chỉ sợ em vừa đến gần, anh ấy bảo cút em đã cút rồi. Nếu vậy thì cũng chẳng có gì là thiệt hại cả, đúng không? Chị nghĩ em và ông ấy chưa biết nhau lại càng hay em ạ. Em cứ nói em là đại diện của chị,
thay mặt chị, ông ấy sẽ lắng nghe em nói đấy. Nếu mà như thế, em nghĩ chị ra gặp ông ấy thì tốt hơn. Không, chị sợ lắm. Lỡ ông ấy không ở trong phòng một mình, lỡ chị gặp con bé kia thì sao? Chị sẽ không biết cư xử như thế nào cả. Chị cũng không biết xử lý tình huống này ra sao. Em biết đấy, ông ấy đã mê con bé kia đến mức bỏ nhà ra đi. Bây giờ chị tìm được, ông ấy sẽ căm ghét chị. Ông ấy sẽ lại cùng con bé kia dọn đi nơi ở mới, thì chị sẽ lại phải đi tìm ông ấy. Em giúp chị xem có con bé đó ở trong phòng không nhá. Nhưng nếu có thì sao? Em phải làm gì? Em sẽ không phải làm gì cả. Cho đến khi nào gặp chị thì kể lại cho chị nghe nhá. Nhưng mà nhớ là phải nhớ mặt cô ta, rồi tả lại thật kỹ cho chị biết nhá. Chào anh. Chào cậu. Tôi có vinh dự gì thế này? Hôm nay em đến đây để nói chuyện của vợ anh. Ra thế. Cậu... cậu tên là gì nhỉ? Em tên là Quân. Cậu Quân này, khi nào cậu già thêm một chút nữa, hay nói cách khác là khi nào cậu lớn thêm vài tuổi nữa, nghĩa là cậu khôn hơn bây giờ ấy, chắc chắn cậu sẽ học được cái nếp là không xía vào chuyện của người khác. Thôi, chào cậu nhé. Quân. Quân. Ê, dạ. Cậu đang nghĩ gì đấy? Chị có nhớ cái kẻ, tức là cái người mà, là cái cô bé mà bỏ đi với anh Khôi ấy, chị nhớ không? Không, chị không biết gì hết. Cho đến khi chị nhận được bức thư kia, cứ y như là sét đánh ngang tai em ạ. Chị vẫn nghĩ là anh ấy sống hạnh phúc bên gia đình, bên các con. Mà cho dù có chán chị đi chăng nữa, thì anh ấy cũng không thể làm như vậy được, bởi vì anh ấy rất yêu con. Thật tội nghiệp lũ trẻ. Bây giờ chúng sẽ ra sao khi biết bố như vậy? Thôi được rồi, em sẽ giúp chị. Nhưng bây giờ chị phải nói em phải làm cách nào để giúp chị. Chị muốn anh ấy quay trở về với gia đình. Em tưởng là anh ấy làm như thế chị chỉ muốn ly dị thôi chứ. Không, sẽ không bao giờ chị ly dị. Em cứ nói với cả anh ấy thế, chị sẽ không cho lấy được con bé kia đâu. Không bao giờ chị bỏ anh ấy. Chị vẫn yêu anh ấy à? Chị yêu và thương anh ấy lắm. Chị chỉ mong anh ấy sớm tỉnh táo mà quay trở lại với gia đình. Xét cho cùng thì anh chị cũng đã sống với nhau 15 năm rồi. Chị lại là người vợ rộng lượng, cho nên chị sẽ tha thứ và bỏ qua tất cả. Chỉ mong anh ấy quên đi cái trò trăng hoa ấy thôi. Nhưng còn anh ấy, có chắc là anh ấy còn yêu chị không? Và còn cô gái đi theo anh ấy nữa, có phải là đam mê mù quáng không? Chị hiểu anh ấy và hiểu đàn ông. Dù sao, có nhiều tuổi đi chăng nữa, thì đàn ông họ vẫn chỉ là những đứa trẻ con, hay nghịch dại và thích phiêu lưu em ạ. Chị nghĩ khói trăng hoa chẳng được bền lâu đâu em. Cho nên, chị vẫn mong anh ấy quay trở về. Em hãy nói với anh ấy, hãy quay về với tổ ấm, với gia đình. Căn phòng ngày anh ấy ra đi, vẫn y nguyên em ạ. Vẫn đang đợi chủ nhân của nó về. Em hãy nói với cả anh ấy giúp chị nhé. Em hãy nói với cả anh ấy chị đang trong trạng thái như thế nào em nhé. Em sẽ cố gắng hết sức để giúp chị. Em hy vọng anh Khôi sẽ sớm quay về với gia đình, với chị. Ôi, chị cảm ơn em.
yếu như thế mà không biết lên một chương trình tốt để có kết quả tốt. Dạ, thưa sếp. Hả? Em không thấy cô ấy đâu ạ. Cậu lại để cô ấy đi mất rồi chứ gì? Dạ, em đã đứng ngay đằng sau phía nhà hát ấy, cái đường ra vào của diễn viên ấy. Em dán mắt vào mà không hiểu cô ấy đi lúc nào. Thế thì cô ấy đi đâu? Hay trong rạp có lối đi nào khác mà cậu không biết hả? Dạ, em cũng đã hỏi nhân viên bảo vệ ở đấy. Họ bảo duy nhất chỉ có một kia lối cho diễn viên và nhân viên phục vụ thôi. Mà không hiểu cô ấy đi lúc nào ạ. Hay thật. Cậu vừa khẳng định chắc như đi đóng cột rằng cô ấy ra lúc nào là cậu nhìn thấy lúc đó. Vậy mà cô ấy đi mất mà cậu không biết. Thế là thế nào? Cậu đùa tôi đấy à? Dạ, em chết. Làm sao mà em dám đùa với sếp ạ? À? Cô ấy không biết sếp đợi ở đây đâu ạ. Ờ, em nghĩ là cô ấy cải trang cô đi ra, tránh là các fan người ta hâm mộ, người ta ra người ta xin chữ ký. Bởi vì là không những fan của cô ấy và còn rất nhiều fan của các ngôi sao khác. Ôi dồi ôi, ở cửa đằng sau nhốn nháo lắm anh ạ. Mà em quan sát rất là khó. Thực ra em nghĩ là... Ôi, nghĩ gì mà nghĩ? Cậu thì lúc nào cũng em nghĩ. Cứ vào xe đi. Dạ vâng ạ. Đúng là vô dụng. Sếp ơi. Hả? Thế bó hoa giải quyết thế nào? Thì vứt đi. Chứ giữ lại ngày mai tặng lại cô ấy à. Không bị thì giữ lại. Dạ vâng ạ. Dạ sếp ơi. Sao nữa? Cái bó hoa này đẹp quá. Vứt đi thì phí. Hay sếp cho em, em về em tặng vợ em được không ạ? Thì đấy, vứt đi hay là tặng vợ tùy cậu. Nhưng phong bì nhớ giữ lại. Dạ vâng ạ. Này. Dạ. Chỉ còn ngày mai nữa thôi đấy. Nếu như mà cậu để cho cô đi mất mà không tặng được hoa, không đưa được phong bì và không nói được những lời tôi đã dặn thì cậu biết rồi đấy, mất việc đấy. Dạ vâng, em hiểu thưa sếp. Rồi. Tắm nước lạnh rồi, bật lò vi sóng hâm đồ ăn rồi, đang ăn đây. Tốt lắm, vậy là chương trình anh Lập đã bắt đầu chạy ngon rồi. Giờ đang ngồi ăn hả? Này, chỗ đồ ăn ấy anh đã tính toán cả lượng cũng như chất, cho nên em phải... Em phải ăn hết thì mới đầy đủ hàm lượng vitamin A, vitamin B, vitamin C, lipid, Brad Pitt, Angelina Jolie. Thôi được rồi, đủ rồi, tốt lắm. Và này, đã nghe hết băng cassette anh thu tối qua chưa? À... Nghe hết rồi. Sao thế? À, không sao. Anh chỉ muốn nhắc em là dù vậy cũng không nên lơ là cảnh giác. Em phải thực hiện chương trình bảo vệ chống spam, virus, ngụy trang khi ra khỏi nhà. Cẩn thận khi tiếp xúc với người lạ. Ăn nói thì phải cân nhắc để đỡ bị lộ thân phận. Em nhớ chưa? Em nhớ rồi. Lúc nào em cũng cảnh giác, cũng đề phòng, cũng cẩn thận. Được chưa? Được rồi. Tốt rồi. Thế nhá. Anh đi ăn trưa, kẻo anh em lại đợi. Ok. Bye bye. Bye bye. Mèo yêu anh. Ừ, anh cũng yêu mèo. Bye bye. Mèo về rồi phải không? Mệt lắm không? Nhớ những gì anh dặn. Đừng tắm nước lạnh. Nên ngồi nghỉ chừng 5 phút. Cuối cùng anh báo tin cho mèo mừng. Người đàn ông ở phòng bên đối diện. Alo, tôi tới đây. Ừ, này. Ông ơi, cái việc tôi nhờ ông ấy, ông giúp tôi ngay được không? Thì vẫn cái việc của cô ca sĩ tên là Thu Hương ấy. Tôi đang ngồi đợi sếp, ông đang họp với đối tác trên khách sạn. Bây giờ này nhá, ông nói với thằng Quang em ông ấy, nó bảo cái đám choi choi bạn nó, đứa nào nó cũng biết cô Thu Hương cả. Ừ, thậm chí nó còn biết rất rõ là cô ấy vừa bỏ ai, cô đang yêu ai và cô sắp yêu ai. Ông hiểu không? Chúng nó còn biết tường tận là cô ấy hay mặc màu gì,
hay chơi ở đâu, ăn ở nhà hàng nào, tôi đã biết hết đấy. Ừ, ông phải hỏi ngay giúp tôi là hiện tại cô đang ở đâu, không tôi bị sa thải, ông hiểu không? Ừ nhá, giúp tôi một cái. Ừ, rồi tôi cảm ơn. Hello. May quá, tôi đang định gọi điện cho cậu đấy, vào đi. Đang làm gì thế? Cơm nước gì chưa? Vừa ăn xong. Này, ngồi đợi tớ một tí nhá. Tớ vào thay đồ, xong mình đi shopping. Ok. Cậu vừa mới ăn xong à? Ừ. Nhưng mà ăn sáng ăn trưa đấy. Cả hai bữa gộp lại. Ê ơi, sao cô để bừa bộn thế? Để tớ dọn cho. Cậu để à? Đấy. Dọn một tí thôi. Không, lát nữa về, để anh Quân anh dọn. Cái gì? Anh Quân phải làm những việc này á? Ừ. Ôi thôi, thế anh không bực mình à? Cậu hâm mà, bực mình cái gì mà bực mình. Ngược lại, nếu mà tớ không để cho anh ấy làm ấy, anh ấy còn giận tớ ấy. Ồ, cậu đùa tớ đấy à? Tớ đùa cậu làm gì? Này nhá, ngủ dậy, ăn no xong, nếu tớ không phải đi tập nhạc với nhạc sĩ, thì tớ cứ việc đi chơi thoải mái, đến bữa về ăn cơm, và tớ chẳng phải làm gì cả. Cậu sướng nhở? Cơm nước cũng chả phải nấu mà chợ búa cũng chả phải đi. Tất nhiên rồi, theo cậu, tớ mà nấu ăn ấy, thì đến tớ còn không nuốt nổi, huống gì những người khác. Mà ngược lại, anh Quân thì lại là một đầu bếp siêu hạng, món gì anh ấy nấu cũng ngon. Thôi, anh Quân nhà cậu hay nhờ, vừa có tài vừa đẹp trai, lại còn tốt bụng, chiều cả người yêu như thế nữa. Eo ơi này, hiếm có người yêu như thế lắm đấy nhá. Số cậu quá là sướng đấy. Anh ấy bảo với tớ là anh ấy đang lập trình một chương trình dành cho hai bọn tớ, cho nên hai bọn tớ không ai được làm sai cả. Thôi, tớ xong rồi, mình đi. Thôi đi. À? Ừ. Ok. Này, lên Park Sơn đi. Ok. Hả? Sao thế? Quên cái gì à? Người đàn ông đang muốn tìm tớ ở ngay bên phòng đối diện. Thì cậu vừa chạm mặt ông ta à? Không, nếu chạm mặt ông ta thì tớ đi luôn, chứ quay về làm gì. Thế tại sao phải lùi lại làm cái gì? Tại vì tớ muốn chạm mặt ông ta. Cậu nói tớ chả hiểu cái gì cả. Tớ tưởng là cậu đang muốn tránh mặt ông ta. Đấy là anh Quân muốn như thế. Còn tớ... tớ muốn gặp mặt ông ấy. Vì nếu ông ta gặp tớ thì ngay ngày mai tất cả các fan sẽ biết là tớ ở đây. Tớ hiểu rồi. Tức là cậu muốn gặp mặt các fan của mình đúng không? Nhưng mà không muốn anh Quân biết là cậu đang cố tình để lộ mình ra. Chính xác. Hơn nữa, phải để cho cuộc gặp mặt này vô cùng tự nhiên, cứ như là ngẫu nhiên ấy. Và không bao giờ được để lộ ra đó là một gặp mặt được sắp đặt. Eo ơi, cậu cũng hơi bị hay đấy nha. Tất nhiên rồi. Thật ra tớ đã nói với cậu rồi đấy, tớ rất nhớ các fan của tớ. Tớ hiểu điều đấy rồi. Nhưng mà này, tại sao cậu không nói thẳng với anh Quân luôn để anh ấy thông cảm cho cậu, đỡ phải giả vờ giả vịt suốt ngày như thế này. Anh ấy chẳng hiểu đâu. Lúc nào anh ấy cũng chỉ muốn cuộc sống chỉ có hai bọn tớ yên bình với nhau, không muốn bị ai quấy nhiễu cả. Anh ấy thực sự rất sợ sự cuồng nhiệt của các fan của tớ. Đóng cửa vào. Này, hả? Mình cứ đi bình thường, đừng để ông ấy nhận ra nhá. Ừ. Chị Hương. Ôi trời. Em chào chị ạ. Em chào chị ạ. Hello. Chị ơi, cho em xin đăng ký ra. Ô, mình á? Dạ vâng ạ. Chắc bạn nhầm mình với ai rồi. À không, chị là ca sĩ Thu Hương của Sao Mai Điểm Hẹn. Em nhận ra chị rồi. Chị cứ ký cho em. À, chị ký hộ bạn em một cái. Chị khuyến mãi thêm cho em một cái. À, chị ơi, chị đừng nói cho ai biết em xin chị ký chị nhá. Sếp Đạt là biết là em bị đuổi việc ngay. Đuổi việc thật. Thế ở đây mọi người đều nhận ra mình rồi à? Ôi dồi, nhận ra chị rồi. Nhưng mà sếp bảo bọn em phải giữ bí mật. Gặp chị thì phải trả vờ như không biết. Nếu không chị sẽ đi ở nơi khác. Chị ơi, chị cứ ở lại, bọn em sẽ phục vụ chị chu đáo, tận tình suốt cả ngày. Thôi em cảm ơn chị nhá. Dạ vâng, chào chị ạ. Tạm biệt. Ông Tiến Đạt, phụ trách quầy bar là bạn với anh Quân. Chẳng hiểu anh ấy nói gì mà ông ấy nghe lời anh ấy răm rắp ấy. Thế thì còn nói chuyện làm gì nữa, đúng không? Này, ông ấy đấy.
vẻ là ông ấy không để ý đến cậu. Tôi thấy ông cứ đi thẳng mà chả ngó ngàng hay chào hỏi gì cậu cả. Hay là ông chưa nhận ra cậu nhỉ? Chẳng lẽ ông ấy không nhận ra tớ? Hay là ông ấy chưa biết mặt tớ? Làm gì có chuyện đấy. Không biết mặt cậu thì tìm cậu làm cái gì? Tớ thấy rõ ràng là ông không để ý đến cậu, mà ông chả thèm ngó ngàng gì xung quanh luôn ấy. Đầu óc cứ ngơ ngơ như trên mây ý. Lạ nhở. Anh Quân nhá, khẳng định với tớ là ông ấy đến đây để tìm tớ. Mà nếu mà ông bắt gặp ấy thì ngày mai tất cả các fan hâm mộ đều sẽ biết hết. Vô lý quá. Lạ nhỉ. Các bạn cậu không có thích chê không vào được. À không, tôi không dùng cái loại cái nghiện này. Anh ơi, em có mấy người nữa thôi mà. Tôi thông cảm cho cậu là quá đủ rồi. Làm sao không thẳng các bạn cũng được. Không, anh yên tâm, em đảm bảo đâu. Không đảm bảo gì hết, cô cậu vào. Mời cậu vào cho. Thôi cậu vào cho. Các bạn ở ngoài nhé, Thôi mọi người, xin mọi người giải tán. Lần sau ai có thích kê thì xin mời vào luôn nhá. Alo, em à. Giời ơi, sao em kéo chúng nó đến đây đông thế hả? Kiểu này thì em giết chị mất rồi. Ôi dồi ôi, khổ quá. Có phải em gọi tất cả chúng nó đâu. Ba đứa bạn thân của em, mỗi đứa nó học một trường. Thế nên là em mới phải báo cả ba. Chứ ba đứa mà học chung một trường thì em chỉ cần báo một đứa thôi là cũng đủ rồi. Khổ. Khi báo tin thì em cũng đã dặn chúng nó là cẩn thận, đừng có nói lung tung. Chỉ có một mình chúng nó biết thôi. Thế mà em không ngờ đâu chúng nó lại đi báo cho bạn chúng nó, rồi bạn chúng nó lại báo cho bạn chúng nó cứ thế. Ơ thế nhưng mà chị ơi, bảo vệ có cho vào đâu, bắt ở ngoài hết, chỉ phát tiết kê cho mỗi ba đứa thôi mà. Ba đứa vào, nhưng ba chục đứa đứng thế ngoài thế kia thì cũng chết chị à. Kiểu này thì ông giám đốc lại cho người điều tra xem ai là người báo tin cho họ hàng biết. Lỡ may mà lộ ra chuyện chị báo tin cho em, rồi em lại báo tin cho bạn bè đến đông thế, kiểu gì chị cũng bị đuổi việc. Chị yên tâm, có đứa nào biết chị đâu, có mỗi một mình em biết chị thôi. Mà em thề, em sẽ giữ mồm giữ miệng, không nói chị trong bất kỳ hoàn cảnh nào được chưa? Nhớ đi shopping không bị ăn chết. Ok. Chị Hương. Chị Hương, chị Hương. Em chào chị. Chị ơi, bọn em đợi chị mãi. Hóa ra chị ở đây thật. Xin lỗi, mình không phải là Hương đâu ạ. Không, chị không phải là Thu Hương thì là ai? Bọn em nhận ra chị ngay mà. Bọn em có tất cả các đĩa hát của chị. Chương trình nào chị đi diễn bọn em chờ xem. Riêng chị cái sàn lịch sử của em đã nhận ra chị rồi. Chị ơi, chị cho em xin chữ ký nhá. Đây ạ, à, bút em đây ạ. Chị ký đi ạ. Chị. Đây, chị ký cho em nữa. Đâu ra đấy. Chị ơi, bọn em còn nhiều sổ ở đằng kia lắm. Chị ra đây ký cho bọn em. Vâng, chị đi ra đây. Đây ngồi cho nó gọn. Alo, à Phương ạ, em đây ạ. Vâng, vâng, em về em sẽ gọi điện ngay cho anh ạ. Vâng. Làm cái gì mà đông thế này? Đây, họ làm cái gì đấy hả? Họ đến đợi chị đấy, đuổi mãi mà không chịu về. Sáng gặp quay hàm mới được thế kia đấy, bây giờ thì bó tay rồi. Hết cách rồi. Ai cho hết họ làm thế cơ chứ? Nhầm hết rồi, tất cả đứng yên. Ừ, nhầm làm sao? Không phải là Hương, không phải là ca sĩ gì hết. Không nhầm được đâu, mọi người có chịu. Mọi người nhầm rồi, không phải là Hương đâu. Nào các bạn, chúng ta đi gọi thang bộ. Đi. Đồng như thế làm sao biết Hải ở đâu được. Em thấy chưa, chỉ sơ sẩy một chút thôi là tất cả lộ hết, mọi chuyện lộ hết rồi. Chương trình nghiện virus thế là vứt hết đi rồi. Sao anh lại mắng em, có phải tại em đâu. Họ đợi em sẵn ở trước sảnh đấy chứ. Hả, em bảo là mọi người chờ trước sảnh á. Ừ,
Anh không tin, hỏi lễ tân với gác cửa mà xem, họ sẽ làm chứng cho em. Thế là đã có người báo tin à? Mà ai trong tòa nhà này báo tin cơ chứ? À, hay là cái ông ở đối diện nhà mình ấy. Em hôm nay vô tình gặp ông ấy ở thang máy. Không, ông ta không để ý đến em đâu. Thế em chưa nghe băng cassette à? Được. Đây, để anh bật cho. Đây, nghe đi. Cuối cùng, anh báo tin cho mèo mừng. Người đàn ông ở phòng đối diện không liên quan gì đến chúng ta. Ông ta chỉ là một nhân viên của công ty chứng khoán bình thường thôi. Không quan tâm đến nhà, không quan tâm đến ngôi sao Thu Hương. Vì vậy, ông ta chẳng có lý do gì phải để ý theo dõi em làm gì cả. Có thể yên tâm về ông ấy rồi. Ơ, thế hóa ra mình hiểu lầm ông ấy à? Đúng thế. Thế mà hôm nay em cứ tưởng... Tưởng ông ấy là thám tử, nên cố tình tránh mặt. Nếu không phải ông ta trong tòa nhà này thì là ai? Chẳng nhẽ Tiến Đạt đã bán đứng anh à? Không, anh Tiến Đạt không làm thế đâu. Sao em biết? Một nhân viên nói với em. Một nhân viên? Ừ. Sao anh Đạt nói là ngoài anh ta ra thì không ai biết nữa cơ mà? Anh ấy nói thế chỉ để cho anh yên tâm thôi. Còn tất cả các nhân viên đều biết hết rồi. Anh ấy có dặn các nhân viên là không được nói với ai cả, kể cả anh. Nên chính anh cũng tưởng không ai biết cả. Nhiều người biết như thế làm sao giữ bí mật được. Thế là chương trình đi tong, nhiễm virus hết rồi. À, anh Quân này. Có điều này em muốn nói với anh từ rất lâu rồi. Em muốn nói rằng em không thể thiếu các fan hâm mộ của mình được. Em hát vì họ, cho họ. Và cũng chính vì vậy họ quý mến và hâm mộ em. Một người ca sĩ không thể tồn tại nếu thiếu các fan hâm mộ. Thì người ta cứ hâm mộ, hâm mộ ở chỗ khác, nơi khác chứ cứ gì phải gặp em. Nói chung là anh không cho phép ai phá hoại chương trình của anh cả. Nhưng hâm mộ mà không được gặp thì còn gọi gì là fan hâm mộ nữa. Hay là anh cứ để cho họ gặp em nhá. Không được, anh không chấp nhận. Chương trình của chúng ta đang vận hành tốt thì bỗng dưng bị hỏng. Một chương trình hỏng là kết quả cũng hỏng theo. Và những điều chúng ta mong muốn sẽ không bao giờ đạt được. Anh không chấp nhận, không chấp nhận. Chào em. Dạ chào anh ạ, anh muốn thuê phòng ạ? Ừ không, anh không thuê phòng nhưng anh hỏi người thuê phòng đấy mà. Ờ, cho anh hỏi em có biết cái cô ca sĩ Thu Hương cô phòng nào không nhỉ? Ca sĩ Thu Hương ạ? Ừ. Không có đâu anh ạ. Ủa sao nó không có? Cô ấy ở đây mà. Không có ạ. Ồ có đây. Đưa tay anh bảo. Ừ. Đây nhớ anh cái, anh rất cần gặp cô ấy. Thực sự là không có ạ. Rõ ràng cô đến đây, cô ở đây mà em. Đây, thế em nhớ hộ anh gái bởi vì anh đang rất cần gặp cô ấy. Cô ấy không ở đây, cô ấy chỉ đến đây chơi với bạn thôi ạ. À. Đến đây chơi với bạn? Thôi được rồi, gấp đây. Nào em nhớ xem là bạn cô phòng nào nhớ hộ anh gái. Thế này nhớ được thôi. Anh chờ anh một lát nhé. Nhưng mà vẫn nhớ năm chục. Hãy ngâm những đá. Quân, hôm nay nào? Hả? Cái đám sinh viên kia làm cậu mệt phờ đúng không? Tôi dặn anh em thực rồi, rồi tuyệt đối là không được tiết lộ thông tin của cô cậu, ví dụ như số phòng, số điện thoại đấy. Mệt không thốt lên lời. Anh là cái đồ đều giả. Đều giả là nào? Tất cả nhân viên của anh đều biết, không anh nói ra thì còn ai nói nữa hả? Chẳng cái chuyện gì. Đám nhân viên của tôi biết cô cậu còn trước cả tôi ấy. Cô Hương cô nổi tiếng như thế, hàng ngày cô đi lại quầy ba 5-7 lần như thế, thông manh nó còn biết anh em trực 24/24. Yên tâm đi, tôi toán hết cả rồi, đảm bảo nhá, giữ bí mật thông tin của cô tuyệt đối. Bí mật? Cái ngày hôm nay cái chương trình của anh như thế là hiệu quả đấy đúng không? Thôi đừng nói chuyện này ra nữa. Hôm nay nó không xảy ra thì đáng lẽ nó phải xảy ra từ nhiều hôm trước rồi cơ. Nhưng tôi đã bảo rồi là tôi tính toán đâu vào đấy rồi. Thông tin của cô cậu là giữ bí mật tuyệt đối.
đám sinh viên kia hỏi không được thì họ chỉ nghĩ là à cô Hương này đến đây chơi thôi, mai không đến nữa, thế là họ không hỏi nữa thì thôi. Tôi tưởng cái chức năng giám sát và theo dõi của anh tốt lắm cơ, hóa ra là vớ vẩn. Tại sao cái đám sinh viên lại un kéo nhau đến đây hả? Nếu không có người báo tin thì tại sao chúng nó lại đến cùng lúc cùng ngày cùng giờ như thế được? Ừ, nghe cũng có lý. Khéo là cũng có người nội bộ để báo tin nên. À, nếu có người báo tin như thế thì người ta sẽ biết ngay Hương ở đâu. Việc riêng mà phải hỏi Lễ Tân. Người ta sẽ hỏi số phone, số phòng của cái người báo tin đấy. Hỏi Lễ Tân làm cái gì? Cậu yên tâm đi. Kiểu gì nhá, tôi cũng tìm ra là cái kẻ giấu mặt thông tin này. Để làm cái gì? Tôi kỷ luật ngay, thậm chí lơ mơ đuổi việc. Chả để làm cái gì cả. Cái vấn đề ở đây là cái chương trình của em đã bị sụp đổ, nhiễm virus, thế thôi. Thôi tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi cô cậu. Thế bây giờ mình phải nghĩ cách giải quyết đi. Chả làm thế nào cả. Bây giờ em phải xóa bỏ chương trình cũ và lập một chương trình mới bằng cách di chuyển đi nơi khác, thế thôi. Không được. Nghe qua thì tưởng là sáng kiến nhưng mà thực ra là tối kiến. Đi đâu? Đi nơi khác gì? Lúc đấy bị lộ thì làm sao? Tôi nói chung là thế này. Tôi nói với cậu nhé. Cô là ngôi sao, là người nổi tiếng. Mà đã nổi tiếng thì chấp nhận phiền toái là đương nhiên gì. Nhưng rồi sẽ bị quấy rối phiền toái. Hay nói theo cách khác là cái chương trình của em dựng lên là chỉ để bị phá, không làm gì được hơn nữa. Không sao, đã thế thì chơi luôn, phóng lao theo lao, sống chung với lỗ luôn. Tôi giải thích thế nào cho cậu hiểu nhỉ? Cô là ngôi sao đúng không? Đã là ngôi sao thì phải có người hâm mộ. Mà đã hâm mộ thì nhiều kẻ thái quá thì lâm ra là kéo theo phiền toái đúng không? Thì bây giờ ta phải nghĩ cách để chế ngự cái sự phiền toái đấy. Cậu là một chuyên gia tin học, chuyên viết phần mềm. Tôi không cần biết là cậu viết cái khỉ ho cỏ gáy gì, nhưng mà kiểu gì cậu cũng phải viết một cái phần mềm để chế ngự cái sự phiền toái đấy. Nói nhanh cho nó vuông đi. Chào anh ạ. Anh có nhận ra em không ạ? Tất nhiên. Chào người hàng xóm. À, vâng. Hình như chúng ta đã gặp nhau ở dưới quầy bar rồi phải không? À, anh vẫn nhận ra em ạ? Thế mà em lại cứ tưởng anh không để ý đến người xung quanh. Anh này, rèm cửa sổ này, vòi nước phòng tắm, tôi sẽ gọi người lên thay cho anh. Vâng. Còn cái tủ lạnh sẽ có người lên ngay đây. Vâng. Thế nhá. Chào cậu Quân. Vâng, chào chị ạ. Cậu Quân này, thế cái phòng của cậu với cô Hương ở ấy thì mọi người phục vụ tốt chứ hả? À, tốt chị ạ. Ừ, có gì thì cứ phản ánh ngay nhá. Vâng. Cũng như anh Khôi đây này, cảm ơn anh vì anh đã phản ánh kịp thời cho nên chúng tôi khắc phục được ngay, chứ không như một số người cứ tầm ngầm rồi cho lên báo làm mất uy tín của chúng tôi quá. À, thôi tôi xin phép. Dạ vâng. Nhá. Cảm ơn chị. Vâng. Chào chị. Vâng, chào anh. Chào chị ạ. Ừ, chào em. Thế nào, tôi có thể giúp gì cho cậu được không? À, hôm nay em đến đây là thay mặt cho vợ anh. Tôi đang định xuống dưới quầy bar uống cốc trà. Nếu cậu đi cùng thì ta uống cốc bia cho vui. Thế nào, cậu uống được bia không? Vâng, em uống được ạ. Thế thì đi nhá. Đi. Thế anh ở đây có một mình thôi ạ? Từ hôm đến đây giờ chưa nói chuyện với mống nào cả. Vừa rồi gặp bà giám đốc là để kiến nghị mấy thứ trong phòng bị hỏng thôi. À, anh đến khu nhà này thuê được mấy lần rồi ạ? Lần đầu tiên. Thế ai nói mà anh biết đến đây để thuê ạ? Có người giới thiệu. Với lại tòa nhà này cũng khá nổi tiếng, nhiều người biết. Họ bảo ở đây tiện nghi đầy đủ, phục vụ tốt, giá cả phải chăng, cũng với điều kiện tương tự các khách sạn khác đắt hơn nhiều. Em mời anh uống, nhân dịp chúng ta mới quen nhau. Nói chính xác ra là lần đầu tiên nói chuyện với nhau. Vâng.
Em cũng nói thẳng luôn lý do hôm nay em đến gặp anh. Tôi biết là trước sau gì cũng có người đến đây gặp tôi để nói về vấn đề này. Hôm trước em trai cô đã đến đây, thậm chí còn định đánh tôi nữa đấy. Ủa, thế là anh biết chuyện em sắp nói với anh à? Em trai cô đã nói tất cả. Chắc là chuyện của cậu cũng không khác là mấy hả? À, có điều cậu không dọa đánh tôi đấy chứ. Xem ra nhiệm vụ của cậu cũng dở hơi nhỉ. Vâng. Chắc thế, em cũng chả biết được. Thôi nào, cậu nói ra tấp lự, rồi chúng ta uống bia cho nó vui vẻ. Vâng. Thế chẳng nhẽ anh không thấy vợ anh đang rất đau khổ và bất hạnh hay sao? Rồi cũng qua đi thôi. Thôi, em cứ nói thẳng, chắc anh không phản đối. Tôi rất thích cách nói thẳng, khỏi vòng vèo mất thì giờ. Thế liệu chị có đáng phải bị anh đối xử như thế không? Không đáng. Thế chị có làm điều gì để anh phiền lòng không? Không có. Thế tại sao mà anh lại bỏ chị đi trong khi chung sống với nhau 15 năm trời, trong khi chị không có một khuyết điểm gì? Như thế có quá đáng quá. Quá đáng. Thế thì sao mà? Anh nói thế thì em chẳng còn gì để nói cả. Tôi cũng nghĩ như thế. Sao lại thế? Tại sao anh lại bỏ chị trong khi chị không có một khuyết điểm gì? Tại sao lại không thể bỏ? Nhưng rồi chị sẽ sống ra sao? 15 năm chung sống với cô ấy đã trở thành một thói quen. Bây giờ cô ấy phải sống không có tôi, coi như là thay đổi một thói quen, đổi mới cho nó khác đi. Nhưng chị sống không thể thiếu anh được, chị nói với em như thế. Đấy là cô ấy nói như thế. Cô ấy đã thử đâu mà biết là có thể sống có tôi hay không có tôi. Cô ấy phải cố gắng thôi. Thôi được rồi, rốt cuộc là anh có còn quan tâm đến chị nữa không? Không quan tâm. Anh đúng là... Thế còn các con anh không quan tâm đến chúng nó nữa à? Khi chúng còn bé, tôi yêu chúng kinh khủng. Nhưng giờ chúng đã lớn, chúng không còn giống như hồi bé nữa. Mỗi đứa là một thế giới riêng. Những thế giới hầu như là xa lạ đối với tôi. Tình cảm của tôi không còn như trước nữa. Anh là đồ vô nhân đạo. Rất có thể. Thậm chí anh còn không thấy xấu hổ à? Không xấu hổ. Rồi người đời sẽ coi anh không phải là người đâu mà là đồ súc vật đấy. Cứ để mọi người nghĩ. Thế anh không sợ đến việc rồi mọi người sẽ kinh tởm và khinh bỉ anh à? Không. Việc đấy thì tớ không lo. Cậu thấy đấy, có rất nhiều người thích tớ. Mà tất nhiên tớ chỉ yêu mỗi anh Quân thôi. Nhưng như thế không có nghĩa là tớ phải cưới anh ấy luôn kẻo sợ mất. Có mà anh ấy phải sợ mất tớ thì có ấy. Ôi giời ơi này, cậu đừng có mà nhầm lẫn giữa chuyện tình yêu với là lòng hâm mộ thần tượng nhá. Chứ còn gì nữa. Người ta yêu cậu, người ta thích cậu, chẳng qua là cậu là ca sĩ nổi tiếng. Chứ còn bây giờ cậu mà không đi hát nữa xem nào, liệu người ta còn phát rồ phát dại vì cậu nữa không? Nhưng mà này, anh Quân thì khác. Anh ta yêu cậu mà chả cần quan tâm đến cậu là ca sĩ là hay là cái gì cả. Cậu có làm nghề gì thì anh cũng vẫn yêu cậu. Đấy mới là tình yêu đích thực, hiểu chưa? Tớ chán mấy cái triết lý của cậu lắm rồi. Tóm lại là như thế này. Thật ra tớ chỉ muốn tớ lấy chồng mà vẫn có thể phát triển sự nghiệp ca hát của tớ. Nếu lấy chồng mà không được phát triển theo con đường của mình thì thà tớ ở vậy còn hơn ý. Thì tớ cứ góp ý để cho cậu tham khảo thế thôi. Còn thế nào thì tùy cậu. Tớ chả có quyền khuyên cậu từ bỏ nghề ca hát để đi lấy chồng. Thích thì cậu cứ làm theo cái gì mà cậu muốn nhé. Ôi, thôi, thế nhá. Có gì mai tớ với cậu gặp nhau sau. Anh Quân về rồi. Ừ, tớ phải hỏi xem anh ý lo vụ fan như thế nào. Ok, ok thế nhá. Bye bye. Sao, uống hết bia ở quầy ba rồi đúng không? Chào cô Hương. Vâng, chào anh. Anh
là... Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Mai Tiến Tới. Tôi có thay mặt đại diện cho sếp của tôi là ông Trần Phát, chủ tịch công ty Jimmy Kento. Dạ, gửi đến cô cái bó hoa và cái thiệp này. Sếp tôi là gửi gắm tất cả tâm hồn cũng như cái tấm lòng của sếp tôi vào cái bó hoa này cũng như cái thiệp này. Sếp tôi là muốn là bày tỏ cái sự ngưỡng mộ tài năng cũng như sắc đẹp của cô, và cũng mong cô không được từ chối ạ. Vâng, cảm ơn anh. À, cho em gửi lời cảm ơn sếp của anh nữa. Anh Phát. À, sếp tôi là Phát. Anh Phát. Vâng, cái cảm ơn anh nhé. Gửi cô. Dạ. Thế tôi xin phép tôi ạ. Dạ. Vâng, chào anh. Tại sao cô lại không lấy chồng nhỉ? Cô còn trẻ, lại đẹp. Tôi có thể giới thiệu với cậu rằng cô là một phụ nữ tuyệt vời. Nếu cô muốn ly dị, tôi sẵn sàng cung cấp những lý do cần thiết. Chị Thảo có nói với em rằng bất cứ hành động nào của anh cũng không thể khiến chị ấy ly dị anh được. Chị đã quyết định rồi, cho nên anh từ bỏ ý định này đi nhé. Anh bạn thân mến ạ, tôi bất cần. Ly dị hay không ly dị có khác gì nhau đâu. Anh tưởng em là thằng ngốc không biết gì à? Chị Thảo đã thừa biết anh muốn bỏ chị ấy là để đi theo một người đàn bà khác. Và anh muốn ly dị chị ấy là để được tự do với cô ta chứ gì. Đừng hòng. Anh cười cái gì? Đàn bà thật là... Đúng như người ta nói, đàn bà đái không cao quá ngọn cỏ, yêu với trả đương, lúc nào cũng yêu với đương. Họ tưởng rằng cứ một người đàn ông bỏ vợ là vì một người đàn bà khác. Ngu ngốc, cực kỳ ngu ngốc. Tôi có ngu đâu mà đi làm cái trò đó. Thế tức là ý anh muốn nói là anh bỏ chị ấy không phải vì đi theo một người đàn bà khác à? Không bao giờ. Lời nói danh dự đấy. Lời nói danh dự của tôi đấy. Thế anh bỏ chị ấy vì lý do gì? Lý do gì tôi chưa thể nói được. Nhưng rồi mọi người sẽ biết thôi. Nhưng dù bất cứ lý do gì thì dứt khoát không phải là vì đàn bà. Thôi được rồi. Tóm lại là em muốn hỏi anh là anh có muốn quay lại với chị ấy nữa không? Không bao giờ. Nhưng chị ấy sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện và không của trách anh một lời nào cả thì anh nghĩ sao? Bảo cô ấy để cho tôi yên. Anh không cần ngay cả khi mẹ con phải đi ăn xin ăn mày chẳng hạn. Không cần biết. Anh biết không? Chị Thảo có nói với em là anh là một người đàn ông hiền lành, tốt bụng. Thế thì cô ấy mới là đồ ngốc. Vâng. Em thì lại thấy anh là cái đồ đều cáng. Thôi nào, cậu đã chút hết tâm tư rồi, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bây giờ uống cho nó vui vẻ nhé. Anh, anh bàn bạc với anh Đạt thế nào rồi? Anh ấy bảo bây giờ chúng ta phải chấp nhận sống với fan hâm mộ như người dân Nam Bộ sống chung với lũ ấy. Anh Đạt lại buồn cười nhở. Ai lại so sánh sự hâm mộ với lũ lụt bao giờ? Anh phải lập ra một chương trình mới cho chúng ta, phải tính đến yếu tố đó, chấp nhận một phần hoạt động của virus, miễn sao hoạt động đó không ảnh hưởng đến chương trình của chúng ta. Anh lúc nào cũng chương trình. Em có cần chương trình gì đâu mà chẳng sao cả. Tất nhiên là chẳng sao cả. Nhưng như thế thì cuộc sống của chúng ta sẽ không có được những điều mà ta mong muốn. Nếu như có chương trình tốt, phần mềm tốt thì em sẽ đạt được những điều mà em có. Em vẫn đạt được những điều em muốn mà, có cần chương trình gì đâu. Chẳng qua là em may mắn đấy thôi. Vì em không ngờ là em sẽ có. Nếu như em muốn có thì chưa chắc đã có được. Em không tuân thủ theo chương trình, sống một cách bừa bãi. Nếu như em thực hiện theo đúng chương trình của anh thì em sẽ có được kết quả mà em mong muốn. Ngày nào em cũng chương trình, phần mềm, lập trình. Em nghe đến ung cả đầu, chẳng hiểu gì cả. Em không cần phải hiểu, em chỉ việc thực hiện theo chương trình của anh thôi. Bắt đầu bằng việc anh sẽ lập nên một thời khóa biểu cho em và fan hâm mộ. Em chỉ việc thực hiện theo thôi. Đó là bắt đầu của một chương trình mới. Đồng ý. Thôi đến giờ cơm rồi, đi ra ăn cơm thôi. Đi. Hòa đâu ra thế?
Em mua à? Không, fan hâm mộ tặng đấy. Bó hoa to nhờ, bó này chắc phải đến cả 100.000 đấy. Ông chủ tịch hội đồng quản trị công ty Jimmy Kento mà. Chủ tịch hội đồng quản trị? Sao ông ta lại tặng hoa cho em? Hôm nay có phải đêm biểu diễn đâu. Thì người ta hâm mộ, lúc nào chẳng hâm mộ được. Đấy, chính em còn nghĩ như thế, bảo sao người ta hay quấy rầy. Từ mai anh sẽ lên một thời khóa biểu, quản lý thật chặt chẽ việc fan hâm mộ như thế. Chặt chẽ quá, người ta không hâm mộ nữa thì xong chuyện. Chẳng có gì là chặt chẽ cả, ít ra mình phải được làm chủ mình chứ. Bây giờ cuộc sống cứ có người xen vào như thế có gì là hay nào. Mà em thích làm quen với các vị đại gia lắm à? Cũng tốt chứ sao, ông ý là nhà tài trợ chính cho hai chương trình của em đấy. Hơn nữa, nếu quen được ông ý sẽ giúp cho em PR tên tuổi của mình. Cần gì ông ta giúp, bây giờ em chỉ cần thực hiện đúng chương trình thật tốt. Lúc đó tên tuổi của em sẽ được lên, tài năng của em sẽ được tỏa sáng. Cần gì IPA nào? Nhưng ở trong showbiz, nếu chỉ có tài thôi không đủ, phải có một chiến lược PR thật tốt thì mới dẫn đến được thành công. Theo như anh nghĩ thì... ta sẽ tự đưa tên tuổi của chúng ta lên được bằng những chương trình của chúng ta thật tốt. Như thế thì sẽ hay hơn. Chứ nhờ vào những vị đại gia lắm tiền nhiều của PR hộ thì anh nghĩ chẳng có gì là hay cả. Nếu chỉ giới hạn ở thành phố này thì em cũng khá nổi tiếng. Nhưng em muốn phát triển sự nghiệp ca hát của mình ra một môi trường rộng hơn. Mà ở môi trường đó thì em chưa là gì cả. Trong môi trường này, ngoài việc có tài năng này, phải tập luyện hết mình, thì không thể thiếu một chiến lược PR thật tốt. Em muốn nổi đến cỡ nào anh cũng có thể lập ra một chương trình để em nổi đến cỡ đó. Cần gì phải đại gia nào. Mà các đại gia thì không bao giờ giúp không công cả. Theo như anh thấy thì em nổi như bây giờ anh thấy được lắm rồi. Chẳng lẽ anh muốn em bằng lòng với sự nghiệp ca hát chỉ dừng lại ở mức ngôi sao địa phương thôi à? Không, em muốn trở thành một diva đứng đầu cả nước, thậm chí vươn ra xa khu vực, có bài hát trên kênh MTV châu Á, như thế mới xứng đáng. Em sẽ phấn đấu hết mình để đạt được ước mơ đó. Và trên bước đường đi đến ước mơ đó, em luôn muốn có anh bên cạnh. Tất nhiên là anh sẽ luôn ở bên cạnh em rồi. Anh phải lên chương trình cho em này, lên chương trình cho anh này. Ví dụ như là anh sẽ phải nấu cơm cho em ăn này, chuẩn bị trang phục biểu diễn cho em này, rồi là lên một cái lịch cho các fan hâm mộ này. Không có anh làm thì còn ai làm nữa. Yêu anh nhất. Em hát mấy bài? 5 bài anh ạ. 5 bài cơ à? Nhưng mà hát ở cùng một chỗ thôi nên là về sẽ sớm. Lít nhạc đây hả em? Mùa đông sẽ qua. Mùa đông sẽ qua. Alo. À vâng, à, đây là số điện thoại của Hương ạ. À, bạn ơi, Hương bây giờ chuẩn bị đi diễn rồi, đâm ra là không thể nào nghe máy được. À, nếu ngày mai mà bạn muốn gặp thì bạn đến đây lúc 3 giờ chiều nhá. Đến đây thì tha hồ xin chữ ký hay là chụp ảnh thoải mái. Ừ rồi, bây giờ thì thông cảm nhá. À, giờ chào bạn. À. Em thấy chưa? Nhờ có anh nhấc điện thoại đâm ra em không phải trả lời các fan hâm mộ. Đấy là anh còn chưa tính cái cuộc coi như là người ta đến tận đây để xin ảnh rồi là xin chữ ký đấy nhá, mất hết cả thời gian trang điểm của em ấy. Này, anh biết không, ca sĩ bên nước ngoài ấy là người ta thường có người quản lý đấy. Thế à? Hay là anh là người quản lý cho em nhở? Chấp nhận. Đầm mơ. Như với con mèo khó chịu ấy. Kìa, Thu Hương đây rồi. Chào Thu Hương, bọn mình có món quà tặng cho Thu Hương. Cảm ơn bạn. Thu Hương có thể làm ơn ký giúp cho bọn mình được không? Vâng. Không ký cho cả mình nữa. Thôi. Các bạn để ngày mai nhé. Mai 3 giờ chiều đến đây ký thoải mái nhé. Còn bây giờ Hương phải đi diễn nhé. Này. Ờ thế anh là ai ạ? Ờ tôi là đại diện của Hương. Mình xin lỗi nhé.
Ơ, chị. Chị đến lâu chưa chị? Chị đến được một lúc rồi. Chị lên phòng, nhưng em không có nhà. Chị chỉ sợ không gặp được em thôi. Chị yên tâm, em chẳng mấy khi đi về khuya cả chị ạ. Trên kia có quầy bar rất hay. Hay là chị em mình lên đó uống gì đi? Thôi, chị ngại lên đó lắm. Chị em mình ngồi ở đây. Hay là mình ra quán cà phê ngoài kia đi. Sao thế hả chị? Chị sợ nhỡ gặp ông ấy. Lúc nãy chị suýt giảm chán với cả ông ấy đấy. May mà chị tránh kịp. Nhưng mà tại sao chị lại không muốn gặp ông ấy? Chị không dám gặp anh ấy vì chị chưa biết tình hình gì cả. Chính vì thế mà chị mới cần phải gặp em. Chỉ sợ nhỡ gặp anh ấy rồi anh ấy lại chuyển đi chỗ khác. Chị thấy anh ấy gầy quá. Còn bé kia chăm sóc anh ấy chẳng ra cái gì cả. Thế thôi, chị em mình ra quán cà phê vậy. Nào, em kể cho chị biết tin về anh ấy đi. Vâng, em đã gặp anh ấy, đúng như lời chị nói. Thế, thái độ của anh ấy thế nào? Anh ấy nói là anh ấy đã dứt khoát rồi. Anh ấy không quay về với chị nữa đâu. Em rất tiếc. Anh ấy có nói cho em biết lý do không? Anh ấy bảo lúc này nói lý do không tiện. Rồi dần dần mọi người sẽ biết cả thôi. Mà lý do thì lại không như mọi người nghĩ đâu. Thế chồng cô ta thế nào? Em báo cho chị một tin mừng nhé. Không có cô bé nào cả. Như vậy nghĩa là sao? Tức là anh ấy không phải bỏ chị vì đi theo một người đàn bà nào khác. Và cũng không có một người đàn bà khác nào bên cạnh anh ấy cả. Có nghĩa là em chưa trông thấy cô ta chứ gì? Làm gì có người đàn bà nào để mà trông. Anh ấy sống có một mình thôi chị ạ. Vô lý nhỉ. Bên cạnh anh ấy phải có một người đàn bà chứ. Nghe thì cũng có vẻ là vô lý. Nhưng mà đúng là như thế chị ạ. Mà lẽ ra chị phải vui khi không có người đàn bà nào bên cạnh anh ấy chứ nhỉ? Giá như anh ấy phải lòng một cô bé nào đó, hay là một người đàn bà nào đó, thì có phải là tốt biết bao không? Chị mong thế thật à? Ừ, chị mong như vậy đấy. Ừ, em không hiểu thế tức là như thế nào? Bởi vì nếu như anh ấy phải lòng một người đàn bà nào đó thì chắc chắn anh ấy sẽ trở về với chị. Vì em biết đấy, cái trò trăng hoa ấy, chỉ vài tháng thôi là chán phè nhau ra ấy mà. Đằng này lại không có, thế mới khổ chị chứ. Nhưng mà nếu như không có thì có phải là... Là nếu ông ấy bỏ đi chỉ vì chuyện lăng nhăng bên ngoài, chuyện ngoại tình, thì chị sẵn sàng tha thứ cho ông ấy. Nhưng đằng này lại không có. Chị căm thù ông ấy, chị sẽ không tha thứ cho ông ấy. Tức là ý chị muốn nói là nếu như anh ấy bỏ đi vì một người đàn bà nào khác thì chị sẽ tha thứ. Đúng. Và chị sẽ không tha thứ cho bất cứ lý do nào khác. Đúng như vậy. Bởi vì nếu ông ấy không bỏ đi vì nguyên nhân bên ngoài thì ắt là vì nguyên nhân bên trong, đúng không? Mà nguyên nhân bên trong thì tức là gia đình, tức là chị. Ông ấy dám chán chị, ông ấy dám chán gia đình à? Chị đã làm tất cả mọi chuyện vì ông ấy, chị sẵn sàng hy sinh vì ông ấy. Nếu như ông ấy không bằng lòng gì vì chị thì ông ấy phải nói với chị chứ. Ông ấy phải giải thích cho chị hiểu chứ. Đằng này ông ấy lại bỏ đi, không nói một câu nào. Vì thế không được, chị căm thù ông ấy, chị sẽ không tha thứ cho ông ấy. Chị không tha thứ, em hiểu không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lỗi. Đâu đấy? Anh có làm sao? Tôi xin lỗi. Ôi khiếp, lại không sao nữa. Nhìn thế này, đau hết cả người vai người ta thế này. Người gì mà cứ rắn như đá ấy. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Rồi này, lần này là người ta tha nhá, lần sau người ta trách tội đấy. Nhá. À, anh này, này. Thế lên phòng 33 thì đi đường nào, làm thế nào để lên? À, anh đi vào cổng thang máy rồi bấm phím 3. Bấm phím 3 khiếp, nghe cái vi tính ấy nhở. Thế xong rồi làm thế nào nữa? Rồi sau đó anh bấm nút đóng cửa. Thế là nó tự lên. Thế à? Khiếp, người gì mà cứng như đá mà ăn nói lắp ba lắp bắp ấy. Khiếp nhá, đi nhá, dễ thương thế cơ chứ. Đi nhá. Đây. Phòng 33 phòng khôi. Mèo lười à, anh đã nấu cho mèo lười một cốc chè để trong tủ lạnh ấy. Và anh đã nấu chè bằng phần mềm chè cung đình. Tức là chè dành cho hoàng hậu ấy. Chè này ăn rất ngon. Mà ăn chè này vào thì sẽ mát gan này, mịn da này, dễ ngủ này. Vì dành cho hoàng hậu nên phải tốt. Cô Hương à. Ai đây? Một bát thôi nên mèo lười. Cô Hương ơi, tôi tới mà. Tôi đến đây một lần rồi đây. Anh tới à? Vâng, tôi là Tiến tới đấy mà. Anh đến đây có việc gì không ạ? Không có việc gì đâu cô ạ. Chết quên, có việc đấy cô ạ. Cô Hương ơi, cô cứ mở cửa ra rồi biết. Chào cô Thu Hương. Dạ, em chào anh. Sếp tôi tặng cô Thu Hương. Ôi, cảm ơn anh, hoa đẹp quá. Sếp tôi gửi cô bó hoa này với cái tấm lòng gọi là chân thành nhất của sếp tôi dành cho cô. Và cái bó hoa này nó cũng là một cái món quà nhỏ mà sếp tôi muốn gửi gắm tất cả cái tình cảm của sếp tôi dành cho cô. Dạ, vâng. Nhân đây em cũng muốn nhờ anh gửi lời đến anh Phát là em rất cảm ơn anh ấy. Nhưng nếu anh ấy cứ tiếp tục làm như thế này thì em cảm thấy áy náy lắm ạ. Ôi giời, vô tư, không phải áy náy đâu. Được rồi, cái lời của cô ấy thì tôi sẽ gửi đến tận tai của anh Trần Phát. Dạ. Thôi, bây giờ cũng muộn rồi. Tôi xin phép tạm biệt cô nhé. Dạ, cảm ơn anh ạ. Chào anh. Xong rồi sếp ạ. Cô ấy có vẻ xuôi. Dạ. Sao cậu biết? Em nhìn thái độ là em biết ngay. Sếp gặp cô ấy được rồi đấy. Chưa được. Chưa chín muồi. Thôi, đi đi. Ơ thế nhưng mà em nghĩ là... Tôi đã bảo với cậu là không nghĩ cơ mà. Đi đi. Dạ vâng ạ. Chuyện ăn uống anh không nói đến nữa, em phải nhớ. Hôm nay là ngày đầu tiên của thời khóa biểu người hâm mộ. Thời khóa biểu này anh đã mang lên mạng mấy hôm rồi. Chắc các fan của em đều biết cả. Nên nếu có đi đâu thì phải về đúng giờ để đón người hâm mộ, nhớ chưa? Chúng ta sẽ dành cho họ 2 tiếng, cả ký tên và chụp ảnh. Rồi sau 2 tiếng đó, nếu ai có hâm mộ mấy thì cũng không tiếc, em nhớ chưa? Vâng, em hiểu rồi. Anh yên tâm, em sẽ ở nhà cho đến khi bọn họ đến mà. Hôm nay là ngày thực hiện thời gian biểu đầu tiên còn gì. Chắc có lẽ em là ca sĩ đầu tiên mà có thời gian biểu cho fan đấy nhở. Anh đừng lo, em đang ngồi chờ món canh Cylindion của anh đây này. Thôi em ăn đây, anh cũng đi ăn nhá. Lát nhớ về sớm đấy. Em yêu anh. Thôi không đùa nó đi. Thôi không đùa nữa. Đây người ta trả lời thật thế này. Tôi rất yêu văn học. Văn học làm cho tâm hồn tôi phong phú hơn, giúp tôi nâng cao trình độ cảm nhận nội dung. Và từ đó tôi trình bày ca khúc đó sâu sắc và tinh tế hơn. Tôi nghĩ ca sĩ cần phải biết yêu các môn nghệ thuật khác, nhất là văn học. Ổn chưa? Quá ổn luôn. Này, bây giờ một câu hỏi khác nhé. Thế còn quan điểm về tình yêu, theo bạn thì người đàn ông lý tưởng của bạn phải như thế nào? Về tình yêu gì? Tôi soạn rồi. Ôi giời, chu đáo ghê. Nghe nhá. Tình yêu là thứ quý giá thiêng liêng nhất mà tạo hóa hay thượng đế cũng vậy ban tặng cho con người. Vì vậy, chỉ có con người mới có tình yêu. Con vật dù là những loài khôn nhất
như chó, ngựa, voi, vân vân đều làm gì có tình yêu. Người đàn ông của tôi phải là người to cao, mạnh mẽ, thông minh, có tài, giàu có. Và quan trọng nhất là phải biết yêu tôi, phải biết chiều tôi. Vì chiều tôi ấy không phải dễ đâu nha. Tôi hay ăn vặt, hay cáu kỉnh, nói nhiều, đi hát về mệt lủ. Nhưng tôi vẫn nói như cái máy khâu, nói một lúc là đói, là ăn như bổ củi, rồi lại nói. Và Thôi. Nói năng cẩn thận đi. Cứ đùa đến lúc người ta đưa lên báo là lại chết dở đấy nhá. Mà này, phóng viên bây giờ nhá, ai người ta cũng có cái máy ghi âm đấy. Mình nói không cẩn thận là người ta ghi âm lại, lúc đấy là chết luôn đấy nhá. Được rồi, tử tế. Nghiêm túc đi. Ê, thằng em. Ôi trời ơi, mấy nay không nhìn thấy mặt. Này, giận tôi đúng không? Không xuống đây đi bô, mất cả vui. Không, ai lại giận anh làm gì? Chẳng qua mấy hôm vừa rồi chương trình của em không vào đây được. À, hóa ra là ông bận thôi gì? Vâng. Không giận tôi đúng không? Không. Ôi trời ơi. Này, cái chuyện ông nhờ tôi ấy. Vâng. Nói chuyện với giám đốc Tục Trinh ấy. Tôi nhờ rồi, chị ok luôn. Ok luôn hả anh? Ừ. Tốt quá. Nói có sách mách có chứng như này. Đây, chìa khóa phòng họp đây. Vâng. Cần sử dụng nhá. Cứ tự nhiên. Cảm ơn anh. Thay mặt Hương cảm ơn anh. Sau đấy thì nhờ anh gửi lời cảm ơn đến chị Trinh giúp em ạ. Được rồi. Chuyện nó quá nhỏ và đơn giản. Gửi lời thăm thôi nhỉ. Thôi hôm nay là phải cảm ơn anh vì đã mượn được cái phòng họp cho chúng em chiều nay. Tiếp đến là hôm nay là buổi đầu tiên của thời khóa biểu dành cho người hâm mộ. Em mời anh uống. Ôi giời. Cái gì thế? Uống cái thằng này đồng ý hai tay. Em ơi cho hai bia. Xin thông báo với ông anh là nếu hôm nay ông anh rảnh thì đến dự buổi lễ gặp mặt fan của Hương. Ấy giời, nói nhanh cho nó vuông nhá. Chỗ nào cũng vui nhá, là chỗ đấy có mặt thằng Lạt này. Nào. Chúc mừng cho các câu lạc bộ fan hâm mộ gì. Vâng. Hoạt động càng ngày càng tốt. Uống. Nào, đó. Được đấy, này, bộ này nó tôn dáng, mà dáng cậu thì quá chuẩn rồi. Thế bộ này được nhỉ? Nói chung kiểu đấy nó cũng đẹp, mỗi cái đẹp một kiểu. Thế bộ này cũng được này. Ơi khổ quá, tớ đã bảo bộ rồi. Dáng cậu chuẩn thì mặc bộ nào mà chả đẹp. Nhưng mà đây là buổi họp fan club đầu tiên nên tớ muốn phải mặc bộ đẹp nhất. Mỗi lần ra mắt fan thì cậu lại mặc bộ khác nhau. Còn bao nhiêu là dịp cứ phải lo. Này, có phải vì nãy giờ tôi cứ thay ra thay vào nên cậu chán đúng không? Không phải, tôi nói thực lòng đấy. Cậu mặc kiểu gì cũng đẹp, bộ nào cũng hợp. Thật không? Thật. Ở trong tủ còn mấy bộ nữa, tớ ra thử được. Hả? Chờ nhá. Thế nào? À? Cái phần mềm phân tích và đánh giá của anh dạo này thế nào? Có gì mới không anh? Ngon, vận hành trơn tru. Ngày nào tôi chuẩn thực hành. Chính vì nhìn nhận đánh giá con người nên tôi nhìn nhận đánh giá rất chuẩn một người. Về một người là ông Khôi hả? Ông sách mé này. Một lần người ta thất bại nhau nhỏ sao mà lớn át được hàng nghìn lần nó thành công rực rỡ. Quả này nhá, chính xác 100%. Thế đúng ông Khôi thật à? Thế anh nhìn nhận cái gì ông ấy? Trước thì là Thám Tử Tư này, sau đấy thì là Nhà Báo Lá Cải này, rồi tiếp đến là cái gì? Tiếp đến ý. Chính xác 100%. Ngày này nhá, hai lần rồi. Sáng nhá, một lần rồi. Tí nữa, một lần nữa. Sao anh biết tí nữa, một lần nữa? Ngoài mặt sang trái từ từ thôi. Này, tay này tối hôm qua em gặp rồi. Còn nèm như đàn bà ấy. Nhưng mà đúng chứ người còn nèm vẫn là đàn ông ấy chứ. Đàn ông ấy còn khỉ. Đàn ông thì phải như anh em mình thích đàn bà chứ. Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy. Anh. Dạ anh ạ. Anh cho em thanh toán tiền ca trước ạ. Mùa duyên quá. Giàn ra uống. Giàn ra đi. Anh ơi nhưng mà anh thông cảm cho em. Đi ra đi. Mùa duyên quá. Ông thấy chưa? Để tôi thử tiếp cho ông xem. Anh! Dạ, sếp bỏ gì em ạ? Poker Snake.
ai chờ anh ạ? Anh cho em tính toán tiền ạ. Tính toán cái gì? Nghe là tí. Bao nhiêu? 30 ngàn. Ngồi đây chơi một tí. Anh làm gì em? Ngồi đây tí. Anh ơi, đừng phải gió. Thôi, ra chỗ khác đi. Đấy, ông thấy không? Rõ ràng cái tay kia là PD rồi, gọi là bóng lộ đấy. Nhưng mà ông Khôi ý, vẻ mặt lại không thể hiện cái điều đấy. Chắc chắn là bóng kín ấy. Ngày hai lần gặp nhau cơ mà. Thế là phần mềm của ông Khôi với cả chị Thảo, thế là hỏng, nhiễm virus. Ông Khôi đang lên một chương trình với tay PD đó. Và em chắc chắn rằng là ông Khôi này là... Ông Khôi với tay kia là cùng một ruột. Nói nhanh cho nó vuông đi. Chị Thảo ơi là chị Thảo. Thế là em đã có câu trả lời cho chị rồi. À, anh Quân. Ờ, Hải. Dạ. Hương đâu? Dạ, Hương đang thay váy ở trong phòng anh ạ. À. Để em cầm cho. Ừ. Này, cứ để trên bàn tí mình cất nhá. Trong. Gọi xanh không? Hải. Dạ. Đỡ tuần tay. Đúng rồi đấy. Cứ ngồi ấy mà bôi giò chát chấu. Đợi tí nhá. Ôi, tôi. Mấy bạn ơi. Hả? Cái bàn này ra đây để làm cái gì? Cậu hỏi dấm dớ bảo thôi. Kéo cái bàn ra đây để đứng phát biểu chứ làm sao nữa. Tí nữa Hương sẽ đứng đây. À. Vị trí chủ tọa. À, được chưa? Dưới kia là khán phòng. Hả? Hàng biển người. Biển Phan Hâm Mộ, được chưa? Để tôi ví dụ luôn cho cậu này. Vâng. Kìa các bạn, đừng có chen lấn xô đẩy như thế. Khổ quá, tôi sẽ trả lời hết từng câu hỏi một. Thôi rồi, đấy ưu tiên bạn nữ. Dạ. Xin mời bạn. À, vâng. Câu hỏi của bạn hết sức thông minh, tôi trả lời luôn. ABC, ABC. ABC, ABC, ABC. ABC, 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 ABC. À. Đây, mời bạn nữ. Đấy, bạn áo đỏ xa xa ấy. Đấy. Ờ, vâng. Câu hỏi của bạn hết sức độc đáo. Tuy nhiên là hơi khó đấy, nhưng tôi cũng trả lời lướt. À, alo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Alo, 1, 2, 3, 4. Chúng tôi mày. Alo, alo. Mời, đấy. Ưu tiên xa nhất. Đấy, cái trọng à, chọc chọc ra kìa. Đấy. Dù sao cũng xin cảm ơn câu hỏi rất dâm dớ vớ vẩn của cậu. Tôi cũng xin trả lời luôn mà. Thôi, anh Đạt ơi. Hả? Em hiểu rồi, nhưng mà bây giờ như thế này. Ừ. Hương sẽ ngồi ở đây đúng không? Đúng rồi. Thế xung quanh Hương là những ai ngồi? Từ đã xem nào. Tôi sẽ bố trí đâu ở đấy. Ừ. Hương sẽ đứng đây rồi. Ở giữa này, ở trước mặt sẽ là một chồng cái loại gì mà để cái ký sổ. À, đúng sổ, rồi. Sổ đấy, tay đấy. Sổ tay. À, còn bên này sẽ là hoa rồi, hoa của người hâm mộ tặng. Được chưa? Còn bên này sẽ là gấu bông, rồi phong bì. Đi họp phải có phong bì chứ. Khổ quá. Bây giờ em hỏi là Hương ngồi ở giữa. Ừ. Thế xung quanh Hương sẽ là những ai ngồi? Anh không trả lời, anh cứ nói linh ta linh tinh cái gì thế? Cái thằng này. Thôi rồi, Hương sẽ đứng ở đây. Bên tả, tả. Bên này này. Tả rồi. Sẽ là Quân, người yêu của Hương. À. Được chưa? Còn bên Hiếu. Ừ, thì cậu còn ai nữa, được chưa? Tôi biết thừa này. Hai cậu ấy là bạn rất thân của cô Hương. Thân thiết từ cái thời mà cô ấy còn đuổi theo đít con trâu ở quê. Đến bây giờ là chia ngọt sẻ bùi những cái vinh quang của ngày nay. Nhưng mà không ổn. Sao không ổn anh? Tôi thấy ba là không ổn. Sao ba anh? Là một con số hết sức phải tai quái. Các cụ ngày xưa rất kiêng chụp ảnh ba. À đúng rồi. Đúng chưa? Đúng rồi. Ba ấy, mà người chụp ảnh ở giữa là thường là đi gặp Mr. Dai. Úi dồi. Đấy, chính vì thế các cụ đã nói là thuật phong thủy rồi âm dương ngũ hành bát quái, cậu hiểu không? Em không hiểu. Không. Chán mày.
Thế giờ các cụ nói là rượu tam nhưng mà chè là phải chè tứ. Đúng rồi. Chính vì thế tôi cũng nghiên cứu ra là phải bố trí vào đây một người để phá cái thuật phong thủy này. Người đó sẽ là ai? Ai sẽ là ai nào? À, tôi. Này anh Đạt đây, anh nói chuyện riêng quá đấy nhá. Tóm nắm đấy nhé. Này mà này, sao những cái câu hỏi mà ngốc nga ngốc nghếch chả ai dám trả lời thì sao anh cứ nói tỉnh ba tỉnh bơ thế hả? Này không buồn cái gì này Hương ơi, chính ra nhá, tí nữa cậu phải nhờ anh Đạt hỗ trợ đấy. Anh này hơi bị hay đấy, hơi bị thông minh. Cậu rất hay đấy. Ừ, lát nữa anh Đạt giúp em nhá. Cứ để anh nhá, tí nữa mà có fan hâm mộ nào mà hỏi những câu hỏi vô duyên, thái độ thì châm châm cháo cháo, cứ để anh nhá. Châm cháo nó là nghề của anh rồi. Thôi, nói hay hay không lại phải dựa vào chương trình tốt. Mà chương trình không tốt thì đương nhiên là như gà mắc tóc ngay. Thôi đi, em anh ra tiếp khách nhé. Từ để cái tập tí nào. Đi, người ta chờ ở ngoài kia rồi, đi. Hãy ngắm những đám